chợ đầu mối Mô xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả kênh Trung Quy Khách Hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình gà làm mình gà đi mua cua nha quý vị, cua lột. Đây nè, chỗ này nè, chỗ này mình mua cua lột quý vị. Rồi nay ủng hộ cua lột của bà chị tiếp. Rồi, gái tôi kêu cha đi mua cua lột cho nó ăn. Giá nhiêu ạ? À? 5 năm hả? Lên rồi hả? À, cái con cua mà chưa lột lại này hả? Lột rồi hả? Cái con nào mà chưa có lột đó chị? Cái gì mà nó hai da nó lột ra mà con cốm á, là con nào nữa? À, mà cái đó có không? Mình có không? Mình có không? Hả? Chứ còn chị không có hả? Lột mà mới bán. Là cái loại mắc nhất của mình là 500 ngàn hả chị? Rồi cái loại nhỏ hơn là nhiêu? 450. Còn loại nhỏ nữa là 400 à? 400 à? Cái này là 500 đấy hả? Cái nào? Cái này là nhiêu? Khúc giá hả? Vậy là 500 với 450 là khác nhau, không phải là lớn nhỏ mà nó khác nhau cái gì? Nhỏ hơn à? Nhỏ. Ngoài đấy hả? Nhìn nó cứng cứng quá vậy. Vậy chị bắt con cái này đi, lấy tô nửa ký này đi. Tại vì ăn cái đó nó làm như kiểu nó xác nó nhiều, nó lớn quá xác nó nhiều. Hả? Nó bữa mua nửa ký bán mà. Biết sao? Bán tôi đi, tôi ăn không hết. Vậy lấy ký cũng được, ký đây cũng được. Anh chị nói vậy lấy ký, hôm bữa bán tôi nửa ký. Biết sao không? Nhiều quá. Không, ở đây không có ăn không. Dạ hả? Không phải là bữa ít mua nhiều mà tại tôi ăn hết. Có hai cha con tôi ăn à. Bà xã tôi lại bà không ăn. Ăn bữa hai kho cơm á, bữa hai ngán à. Ký thôi, đừng có căng hơn ký. Cái này phải có lựa ở đâu, cái này phải cắt vô bán mà. Không, không có mua. Rưỡi ký như vậy, còn cái này á là bên này á là 500 ngàn. Tính ra tại tiền nó mất giá vậy chứ nó đâu có lên phải không chị? Đó là hơn ký rồi. Cái rổ nữa mà phải không?
Còn bên đây là cua thịt nè. Ở đó bên này bán cua cốm mới có. Là cua cốm lại là cua nào? Cốm là cua hai da. Cá hai da mình có không? Thấy không? Có hàng hiếm. Hàng hiếm hèn chi hết chuyện hả? Mấy bạn nó nói mua cái cua đó nó ăn mới ngon. Còn con này anh bán nhiêu ký à? Cái này 150 hả? Cua này bao gần mà loại 4 con. Loại 3 con 2 con. Này 150. Là anh hàng ký mấy con? 4 con. Đấy, con gạch vàng nó cũng tự tựa nó 150 loại này anh nói 4 con 150 ký. Cái này là nó cái cho gạch vàng nó tự tựa như cốm. Cốm thì anh luộc cái nó bung vỏ ra luôn. Đâu âm lựa cho tôi được 4 con vậy anh căng cương ký thôi. Tôi mua mở hàng cho ông luôn. Để bọc không quay. Ủa đây mình bán nhỏ nhỏ vậy không hả? Có bự không? Bự đâu? Bự 250. Rồi lấy 4 con này đi. Đâu 250 là thế nào? 250 đâu em? Ấm đó, đó hả? Đây mua cua nha quý vị. Cái này là 2 con là 1 ký không? Đâu tới hả? 3 con tới 1 ký. Đâu lựa tôi 2 con đó về tôi ăn thử. Bán tôi 2 con tại tôi mua ngoài kia rồi. Bán thêm tôi 2 con này ấy. Ủa hôm bữa ngay chỗ này là bán cua lộn mà nay chị mới bán này phải không? Chứ bữa tôi lại đây tôi thấy cua lộc mà. Đây lựa tôi 2 con đây, bữa nào ngon để tôi ghé nữa, tôi xuống đây tôi mua hoài à. Tôi muốn ăn, tôi chả mắc ăn là tôi chạy đây tôi mua. Hôm bữa mua bên kia thất vọng quá. Ăn trớn quớt luôn. Mua bên kia kìa. Tổng cộng nhiêu? Tổng cộng 2 bịch cua này là nhiêu? Là tổng cộng này là nhiêu tính tiền đi. Đây là cua nha quý vị. Khu chiên canh danh cua. Có thấy không quý vị? Khu chiên kinh doanh cua. Yeah. Quay chơi chơi mà. À, kênh mới lập. Kênh chợ Hóc Môn. Tại đi theo với bạn mua cá dưới đây nè. Chạy đây. Nhiều. Của bà chị là nhiêu? Ép bán cho tôi tất cả ký luôn. Rồi tôi ăn. Tôi ăn á không ngán, tôi lại tôi mua thường, tôi ăn tôi ngán, tôi lặn mất tiêu luôn rồi sao tôi lại tôi thăm bà. Hả? Họ kêu mua mà xa quá. Họ kêu tôi lại đây nè. Tôi nói giờ tôi quay cô này nè. Biết bao nhiêu người kêu tôi mua.
lâu lâu ấy có người kia mua mà mua cứ ký 2 ký rồi đi mua lời sao, tôi không nhận không à. Nó kêu mua nhiều lắm. Vậy là rẻ nhất là 400 đâu, cái bạch cua tôi đâu đâu kia hả? Đó mua cua vậy không đó. Là qua bên kia giờ thấy cua qua đó tại với sao? Chị nói là bên đó có bán cua cớm, hỏi cua thịt đó mới có cua cớm thôi à, đâu có đâu. Cái ăn thử ha, ngon, bữa nào xuống mua. Hôm bữa giờ em ký cua cái gì đâu ơi. Qua mình hợp đồng rồi. Hợp đồng. Qua hợp đồng ký rồi. Đây là tập mỡ nha quý vị. Thì tập mỡ này là có hai loại quý vị. Tập mỡ này có hai loại thôi. Cái loại một á là hiện tại bây giờ á là 450.000 đồng một ký quý vị. Một ký á thì một bánh này nè là 600 gram quý vị. Rồi cái loại hai là bên đây quý vị. Cái loại hai á thì là từ 300 gram cho tới 400 gram một bánh vậy đó nha quý vị. Thì loại hai là 310.000 đồng một ký. Còn loại 1 thì một bánh như vậy là khoảng 600 gram, nhưng hai bánh là trên 1 ký. Thì quý khách hàng, quý khán giả có mua sản phẩm tắp mỡ này thì liên hệ trực tiếp với kênh Chợ Đầu Mối quý vị. Rồi xin cảm ơn. Đây là hàng mình đóng đi, mình giao cho khách hàng ở đây nè quý vị. Thì ví dụ như đây là của quận Tân Phú nè quý vị. Còn bên đây là quận 6, quận 5 nè quý vị. Thì mua 3 kg thì trong nội thành được miễn ship nha quý vị. Và mua dưới 3 kg thì mình phải trả tiền ship quý vị. Ví dụ như là đây là quận 5 là 50.000 tiền ship nè quý vị. Bên đây Tân Phú cũng 50.000 tiền ship. Rồi còn rất nhiều nha quý vị. Thì cái số điện thoại trên màn hình video các bạn đang xem á, số 0909518323 là của kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn quý vị. Thì quý cô chú khách hàng mua ủng hộ kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn bán cái sản phẩm của mình để có tiền để mình duy trì cái kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn nha quý vị. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý cô chú đã xem và video của mình và đã ủng hộ sản phẩm mình từ bấy lâu nay. Xin cảm ơn rất là nhiều. Bye bye. Hợp đồng ký được không? Bữa đâu mua cái giải bên đây nè, đâu mua đằng kia cái chỗ nghỉ rồi đó. Trời ăn chất quá luôn. Ăn thử đây thử coi sao. Ở bữa ngay chỗ này là anh em nó bán cua lột. Hả ngon, bữa nào ghé ủng hộ. Chứ tôi đâu biết gì đâu, tôi chờ anh mua lấy giùm không. Đó, chào. Mua quá gì. Đó, về nha bà chủ. Ê, còn cái con bự đó bán nhiêu hả? Cũng 500 hả? Của vừa mắc chất là 500.000. Hả? Cô lột quá, mắc chất là 500.000 ký. Giờ trong đây họ dời ra ngoài đây. Ồ, bà con đâu thấy gì đâu. Rồi, video mình chỉ làm cái giá cua biển vậy thôi nha quý vị. Chợ Bình Điền. Thì bây giờ là 1 giờ sáng ngày 25 quý vị. Ngày 25 tháng 5 năm 2024 quý vị. Thì giá cua lúc 1 giờ sáng nha quý vị. 1 giờ sáng á bà con 500.000. 500.000 một ký cua biển loại ngon nhất. Đây họ bán cá. Cá đàn hai. Cá nàng hai, cá thác lát. Rồi xin kết thúc video tại đây.
Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye. Kinh nghiệm nha quý vị. Sách nhiều vậy, đây là mỏi tay luôn á. Thành ra thôi mua rồi thôi. Mình mua rồi cái mình kết thúc video, mình đi về quý khán giả. Chứ mình đi chợ này mình quay nữa là thôi, đi kinh nghiệm rồi. Đi hồi đi ra không nổi. Mệt dữ lắm. Rồi hôm nay mình cập nhật giá cua biển rồi cua lọt cho bà con biết vậy đó. Cua biển mà cua thịt đó, loại nhỏ 3 con 1 kg thì 150.000. Còn cái loại 4 con 1 kg 150.000 mình có mua cái gì. Rồi cua lớn hơn chút thì 250.000 1 kg nha quý vị. Rồi cua thịt. Còn cua lọt đó là mắc nhất là 500.000 kg, 450.000 đồng 1 kg, và loại nhỏ nhất của cua lọt là 400.000 đồng 1 kg. Lúc 1 giờ sáng ngày 25 tháng 5 năm 2024 tại chợ đầu mối Bình Điền là giá như vậy nha bà con. Thì video này mục đích là mình thông tin đến khách hàng khán giả của mình xem trên kênh của mình được biết cái giá thực tế diễn ra tại chợ đầu mối Bình Điền như vậy nha quý vị. Xin chào, bye bye.